Những lưu ý khác khi người tuổi Giáp Tý có dự định xây nhà hay mua nhà. Xây nhà hoặc mua nhà một việc cần cẩn trọng và chu đáo, đặc biệt là đối với những người tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý được coi là một trong những tuổi quan trọng và mang lại nhiều may mắn, nhưng đồng thời cũng cần phải hết sức cẩn trọng để tránh những điều không tốt xảy đến. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà người tuổi Giáp Tý nên xem xét khi có dự định xây nhà hay mua nhà. Lập kế hoạch tài chính chi tiết. Gia chủ cần lập kế hoạch tài chính cụ thể và thật chi tiết. Đây là một quá trình quan trọng giúp gia chủ xác định các mục tiêu tài chính và xây dựng các biện pháp cụ thể để đạt được những mục tiêu đó. Cần dự trù được chi phí để xây nhà, xây dựng cơ bản, trang trí nội thất, để không phải gặp nhiều phát sinh ảnh hưởng đến tình trạng chi tiêu hiện tại của gia đình. Sức khỏe. Khi xây dựng nhà, sức khỏe là yếu tố quan trọng mà gia chủ cần phải bảo vệ. Nếu sức khỏe xấu, giai đoạn xây dựng bị giảm hiệu suất, điều này có thể làm giảm tốc độ tiến độ công trình và kéo dài thời gian hoàn thành. Đồng thời có thể làm giảm khả năng thực hiện công việc một cách chính xác và cẩn thận, dẫn đến việc xây dựng không đạt chất lượng mong muốn. Nếu sức khỏe xấu, giai đoạn xây dựng bị giảm hiệu suất. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý. Trước khi bắt đầu xây dựng một công trình trên đất sở hữu sẵn có, bạn cần có đủ các thủ tục pháp lý. Đảm bảo rằng khu đất được cấp giấy phép xây dựng từ Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện. Để hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý, gia chủ cần chuẩn bị đơn đề nghị cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng trên phần đất thuộc sở hữu. Bản sao có hiệu lực pháp lý chứng minh đất chính chủ theo quy định pháp luật. Bản vẽ thiết kế, kết cấu và kiến trúc công trình sắp sửa xây dựng. Đối với nhà liền kề, cần có một bản cam kết về tính an toàn trong quá trình thi công xây dựng. Lưu ý về hướng nhà hợp phong thủy. Theo quan niệm về phong thủy bát trạch, khi xây nhà theo hướng hợp tuổi sẽ thu hút được nhiều tài vận và luồng sinh khí tốt cho ngôi nhà. Điều này ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp và cuộc sống của gia chủ. Vậy nên, khi xây nhà gia chủ cần nên tìm hiểu rõ những hướng hợp với tuổi của mình, tránh gặp phải những hướng xấu để nhận lại những điều rủi ro và xui xẻo trong cuộc sống. Thời điểm xây nhà. Thời điểm tuyệt vời để bắt đầu khởi công một công trình xây dựng là từ tháng 3 đến tháng 7. Đây là khoảng thời gian rơi vào mùa khô, thường nắng đẹp, khô ráo rất thuận lợi cho việc đảm bảo công trình đúng tiến độ thi công cũng như bảo quản nguyên vật liệu xây dựng. Ngoài ra, nên hạn chế xây nhà từ tháng 7 âm lịch kéo dài đến tháng 12. Thời điểm này thuộc mùa mưa, thường mưa nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.